Mật mã Lyoko, tập 93 trở về trái đất. Chờ đã nào, để tớ nói thẳng, cậu và Einstein đã dành cả tuần bên nhau và các cậu chỉ làm việc thôi à? À, bọn tớ làm việc với siêu máy tính. Được rồi, các cậu còn chán hơn cả Yumi và Ulrich. Này! Thật mà, các cậu lúc nào cũng cố thuyết phục bọn tớ là các cậu chỉ là bạn tốt và chỉ thế thôi. Nhưng Einstein đâu? Tớ không biết, tớ đang hơi lo cho cậu ấy. Từ lúc phát hiện ra Sana đã chiếm được hàng trăm siêu máy tính trên thế giới, cậu ấy lúc nào cũng ở trong nhà máy, không thì ở trong phòng và... Cậu ấy gọi đấy. Ừ, Jeremy. Được rồi, tớ bắt đầu thấy lo đấy. Cậu đang ở đâu? Ngay sau cậu. Cậu ngốc quá. Einstein thành diễn viên hai rồi à? Cậu đã đúng khi lo lắng. Tớ không nghĩ cả người cậu ấy đều ở đó. Cậu có tin tốt nào không? Một chút, tớ cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết Sana. Cậu chắc chắn không? Một hệ thống đa tác tử? Ừ, đúng thế. Tớ đã quyết định xem lại các ghi chép của Frank Hopper và cũng như là mọi dữ liệu bác ấy gửi cho chúng ta từ hệ thống lúc thoát khỏi Lyoko. Dĩ nhiên, các dữ liệu thu thập được trong lúc du hành bằng tàu Skip nữa. Và khi đó tớ nhận ra là nếu muốn loại bỏ Sana thì phải thông qua một hệ thống đa tác tử. Nghe có vẻ nguy hiểm. Ý tớ là ngay bản thân Sana chính là một hệ thống đa tác tử rồi và đừng quên chuyện gì đã xảy ra với Marabota nữa. Alita nói đúng đấy, cậu biết đấy, Frankenstein đó là một phát minh thật rùng rợn. Các cậu đừng lo lắng được không? Tớ không định chạy chương trình đó cho đến khi hoàn toàn chắc chắn. Ngay lúc này, tất cả những gì tớ có thể làm đó là phá hủy 2 hoặc 3 con Megatank thôi. Mặt khác, nói tiếp đi, bọn tớ đang nghe đây. Sana đã mắc một sai lầm lớn khi dịch chuyển. Trong nhiệm vụ lần trước, các cậu đến bản sao khu vực băng. Dữ liệu tớ tìm thấy trong tòa tháp có tác dụng à? Đúng thế, nhờ có dữ liệu đó, tớ đã tưởng tượng ra chương trình giúp giải phóng cho William. Ý cậu là mãi mãi? Đúng là mãi mãi, rất đơn giản thôi. Aleta chỉ cần đến chỗ siêu máy tính tương ứng với bản sao khu vực băng và chạy một chương trình chính xác cùng lúc các cậu phi ảo ảnh hóa William. Ồ, quá đơn giản rồi. Cậu nghĩ William sẽ ngồi chơi sơi nước trong lúc Aleta nhập chương trình à? Tôi nói việc này đơn giản nhưng không dễ đâu. Cậu quên mất một việc, lỡ như Sana lại phái kinh công đến như lần trước thì sao? Ai cơ, còn Colossus á? Nó cũng chỉ là một cuộc trò vật khác của Sana mà các cậu phải tìm cách đối phó thôi. Có lẽ bọn tớ nên giới thiệu cậu cho nó thì cậu sẽ hiểu. Này, chiến đấu là việc của các cậu, việc của tớ là lập trình, các cậu biết điều đó mà. Nếu có một cơ hội đưa William quay trở lại thì chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi. Ừ, chẳng có lý do gì để chờ, mọi người đến nhà máy đi. Bây giờ á? Như ở nhà hôm nay có thịt hầm cá hồi, dừa bắp cải và xúc xích đấy. Ăn trưa vào buổi tối cũng được, đi thôi. Người ta ăn tối vào buổi tối. William! Em có nghe thấy tôi gọi không, hả Dunba? Em xin lỗi nhưng em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thông minh hơn được không hả? Em đâu có ngốc như vậy. Nếu em nghĩ em có thể che mắt được tôi thì em sai rồi. Bố mẹ em đến gặp em đấy. Bố mẹ em ạ? Nhưng họ là ai? Này, em đừng hành xử ngu ngốc như thế chứ Dunba. Họ đang chờ em ở phòng hiệu trưởng đấy. Đi mau lên, đi đi. Tôi chắc chắn William sẽ rất vui khi thấy anh chị cậu bé thay đổi rất nhiều. Như anh thấy đấy, đặc biệt là sau chuyến du lịch. Chuyến du lịch nào? Chúng tôi có đi đâu đâu? À, cậu bé đây rồi, vào đi. Thầy bảo vào đây đi. Có chuyện gì thế hả William? Em không nghe thấy thầy nói là vào đi à? Em có ạ, nhưng cửa đâu có mở. À, bố mẹ em đang ở đây. Mọi việc vẫn ổn chứ con yêu? Trông con có vẻ khó chịu. Đúng ạ, nhưng con chưa bao giờ thấy khó chịu cả. Anh nói đúng, thằng bé thay đổi rất nhiều. Hệ thống Holoweb đã bật, Alita. Tôi sẽ gửi cho cậu tọa độ bản sao khu vực băng. Tôi biết rồi, Jeremy. Chuyển hướng. Đi nào. Cô chọn gì, thịt hầm hay thịt cá hồi, hay bắp cải dưa và xúc xích? Cô không có món gì thanh đạm hơn à? Dưa bắp cải rất thanh đạm, cô sẽ thấy. Chào em William, em thế nào? Không như em mong muốn lắm à?
Em đúng là hài hước, William. Đồ quỷ, đây lấy cái này đi, nó sẽ giúp em ấm bụng hơn. Làm sao mà nó làm em ấm bụng được? Gia tốc tối đa trong 3 giây nữa. À, anh chị Dunbar xin chào. Hân hạnh được gặp anh chị. Anh chị biết đấy, con trai hai người, cậu bé đúng là một kiệt tác. Em không phải là kiệt tác, nói chính xác thì em là một ma phổ đa hình tùy chọn kỹ thuật số được điều khiển bởi một chương trình hành vi cơ bản không tiến hóa. À, được rồi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi chắc chắn cả nhà có nhiều chuyện để nói với nhau. Bố và mẹ rất băn khoăn, William. Sao con không gọi cho bố mẹ? Bố mẹ đứng ngay trước mặt con. Nếu con gọi thì bố mẹ sẽ không có nhà. Tớ thấy bản sao rồi. Kích hoạt chìa khóa kỹ thuật số. Tốt lắm, Elita. Được rồi, tôi sẽ đưa cậu vào. Nhưng mà không thấy dấu hiệu tòa tháp bị kích hoạt. Có tòa tháp ở khu vực Nam Tây Nam từ chỗ các cậu. Cậu sẽ neo tàu Skid ở đó, tôi sẽ dịch chuyển cho cậu và Odd. Mọi thứ đều ổn, bọn tớ ở trong căn cứ rồi. Tuyệt, nhanh lên, Sana chắc chắn sẽ trang bị cho cái đầu xấu xí của hắn nhanh thôi. Tớ theo cậu đây, công chúa. Anh chị đang nói rằng cậu bé không phải con mình, nhưng anh chị là bố mẹ của William Dunbar cơ mà. Của William Dunbar thật cơ, con trai tôi là một đứa trẻ nổi loạn và năng động, đã bị đuổi ra khỏi trường cũ vì đã dính tờ rơi ở khắp trường, kể cả trong phòng thầy hiệu trưởng. Tôi đã nói là anh chị đừng nhắc lại chuyện này lúc nhận em nó vào trường Cardiff. À thì... Nhưng đó không phải là trọng điểm. Tôi đang nói với anh là đứa trẻ này không phải là con trai tôi. Đúng là con trai anh chị có hơi kỳ lạ suốt mấy tuần qua. Nhưng tôi đảm bảo chỉ có một và chỉ một William Dunbar mà chúng tôi biết. Nói cho tôi biết, anh từng nói trước đó là William đã đi du lịch. Anh nói về chuyến du lịch nào vậy? Tất nhiên là chuyến du lịch nước ngoài với anh, ngay trước khi thằng bé đổ bệnh vì cảm cúm. Rõ ràng là chuyến du lịch đó mà. Anh không nhớ ư? Cảm cúm ư? Thật điên rồi. Tôi không thể tin được chúng ta thực sự đưa được William thật trở về. Từ như trước mắt, hy vọng bản sao cậu ấy không gặp phải rắc rối gì. Ulrich, tôi hy vọng khi nào chúng ta cứu được William, cậu sẽ không ghen tị nếu cậu ấy bán theo tớ lần nữa. Không, sao tớ phải làm thế, chẳng có lý do gì cả. Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi, phải không? Jumi Ulrich, xin lỗi vì phải ngắt lời, nhưng nhắc đến William thì radar báo cậu ấy đang ở ngay phía trước. Người đâu mà thiêng thế? Kia rồi. Cố gắng cầm chân cậu ta, xe của các cậu đây. Được. Điều tôi lo nhất là Sana đang tổng hợp năng lượng từ tất cả các bản sao. Tôi chắc chắn điều đó có nghĩa là rắc rối. Alita, Odd, đến đâu rồi? Bọn tớ đang vào phòng chính và... Ở đây còn đông vui hơn lần trước bọn tớ đến cơ. Vì sao? Cậu thấy gì hả, Odd? Jeremy, có một táo robot ở đây, đứng thẳng hàng, như một đội quân đang chờ lệnh vậy. Đó chắc chắn là kế hoạch bí mật của Sana, dùng một đội quân robot để nô dịch loài người. Các cậu hãy tới phòng siêu máy quét càng nhanh càng tốt. Được, bọn tớ đi đây. T-1000,
để anh chàng đẹp trai đó cho tớ. Đừng quên là chúng ta chỉ được cầm chân cậu ấy thôi. Không thành vấn đề. Lên đi. Chào mọi người. Ô, bọn chúng thật là kiệm lời. Bà ngoại ơi, mở cửa cho cháu. Cháu là bé khăn đỏ đây. À, khăn hồng ạ. Để tớ sửa cái cửa. Nhìn lũ robot đang đứng nghiêm trông kinh quá. Đúng thế. Này, một con di chuyển kìa. Đâu con nào? Đùa thôi, cậu thư giãn chưa? Đồ ngốc. Này, một con cử động kìa. Đừng có đùa nữa. Lần này không đùa đâu. Einstein, hãy nói là cậu đã tìm đúng chìa khóa đi. Vì mọi thứ ở đây đang trở nên rất lạ đấy. Tớ thấy bão sắp nổi lên rồi. Tấn công. Xong nhớ. Kiên chắn. Jeremy nhanh lên, lũ robot đang bắn tớ. Sắp đến nơi rồi, chờ một chút. Cậu nói thì dễ rồi. Được rồi. Mũi tên laser. Quả cầu lửa. Ót đi thôi. Jeremy đúng là ác mộng. Cố gắng tới phòng siêu máy tính. Tớ sẽ xem những người khác thế nào. Lối này. Siêu ám khí. Jeremy, cậu có thấy không? Có, và tớ không thích thế chút nào. Đưa cậu ấy về đúng là khó thật. Nói đấy, con Colocus. Đó là lý do vì sao Sana cố tập hợp năng lượng từ cấp tất cả các bản sao. Lối đó nhanh lên, Einstein. Mở cửa đi. Chờ đã, tôi đang có trường hợp khẩn cấp ở chỗ bản sao. Kiên chắn. Siêu tốc. Chết với ta. Cậu không thể hạ hắn như thế được. Tớ không hiểu nữa, tớ đã ngắm đúng mục tiêu. Hắn đáng ra phải bị tiêu diệt chứ. Không, tớ nhìn thấy một mục tiêu khác trên cánh tay của hắn. Lại bảo hắn không dễ dàng chút nào. Tập trung sức lực lên William đi. Tớ sẽ cố gắng giúp các cậu xử lý con Colossus được chứ. Làm sao cậu làm được? Tớ chạy chương trình đa tác tử. Như thế sẽ tiêu diệt được nó sao? Không, chương trình chưa hoàn thiện. Nhưng nó có thể làm hắn bất động đủ để các cậu phi ảo ảnh hóa William. Không.
Có vẻ nó có tác dụng với Jeremy, hắn ta không làm được gì nữa. Tuyệt vời Jeremy, con Colossus bị liệt rồi. Ót Alita, tớ quay lại với các cậu đây. Vừa đúng lúc. Mở cửa. Đi nào Ót. Không, tớ sẽ cầm chân chúng. Cậu đi đưa William về đi. Alita, có một trạm ở cửa kế tiếp. Được rồi Jeremy, tớ đến rồi. Được, nghe này, tớ sẽ đọc chương trình, cậu hãy nhập từng chữ một và chúng ta sẽ ổn thôi. Tớ đã sẵn sàng Jeremy, đọc đi. Chỉ còn ta và ngươi thôi William. Bình tĩnh Ulrich, James nói chúng ta phải chờ chút rồi mới phi ảo ảnh hóa William. Xin lỗi, nhưng lúc này hoặc là cậu ta hoặc là tớ. Mũi tên laser. Này lũ xấu xí, trông chúng mày không được sáng sủa. Đừng có mà gọi hết lũ bạn đến chứ, tao không chơi được hết tất cả đâu. Đã nhập xong Jeremy. Được rồi Alita, sẵn sàng chạy chương trình. Ulrich, Yumi, lúc tới ra hiệu thì phi ảo ảnh hóa William nhé. Được. Có chuyện gì thế? Jeremy, Colossus được giải phóng rồi. Tớ biết, hệ thống đa tác tử không có đủ năng lượng. Ôi đau quá. Jeremy, lũ robot đến rồi. Jeremy. Alita, làm đi. Không. Không thể tin được Ulrich. Không. Chiến thắng rồi. Chúc may mắn lần sau nhé, soái ca. Tuyệt vời. William, chào mừng về nhà. Ôi không, đống đá đó đến gần tàu Skid rồi. Jeremy, tớ không làm gì được từ chỗ này. Ừ, tớ thấy rồi. Alita, ra khỏi đó mau đi, nhanh lên. Không. Không. Alita, không. Không sao Jeremy, Alita ở đây với bọn tớ rồi. Alita, tớ chưa bao giờ sợ như vậy. Mày thật, tớ được phi ảo ảnh hóa ngay trước khi tàu Skid bị phá hủy. Còn nữa, chúng ta đã cứu được William. Tớ đã làm khá tốt phải không?
bác Dunba nói đúng ạ. Có gì đó rất lạ đang xảy ra. Đó, thấy chưa? Đến con gái anh cũng đồng ý với tôi. Con đang nói gì thế, Elizabeth yêu quý? Dạ, đầu tiên William đúng là bất thường. Nhưng từ lúc cậu ta bắt đầu chơi với bọn Jeremy Belpoint thì cậu ta biến thành một tay cao bồi không gian thực thụ. Tức là sao? Cháu không biết bọn họ đã làm gì với cậu ta nữa. Nhưng nếu bác hỏi, Belpoint đang dùng cậu ấy làm chuột nhắt. Là chuột bạch con ạ, à, con có chắc không? Tất nhiên là con chắc. Dù sao con cũng là con gái bố và con luôn luôn đúng. Tôi vẫn muốn biết về vụ cảm cúm mà anh nói với cả vụ du lịch nữa. Và cách duy nhất để biết chính là nói chuyện với Belpoint. Thế đấy, không có ai. Nghe này, chuyện vô lý này đã đi quá xa. Tôi sẽ gọi điện cho chính quyền. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cậu ta có phải là con trai tôi hay không. Sẵn sàng cho Anita, chính là lúc này. Được. Ngay bây giờ. Please try to calm down. Xin anh hãy bình tĩnh. Trời ơi. You calm down as well. Anh bình tĩnh đi, Jim, chuyện gì với anh thế? Cậu ta đâu rồi? Cậu ta bốc hơi luôn. Nhưng em vẫn ở đây mà. Nhìn đi, Jim. Tôi thề đấy. Cậu ta ở đây rồi lại không ở đây nữa. Và giờ lại xuất hiện. Anh nên nghỉ ngơi 1-2 ngày đi, Jim. Như mọi người thấy, con ở đây đúng rồi bố. Chuyện vô lý này đã đi quá xa rồi. William, sự thật là vừa qua con thấy bản thân không được ổn. Nhưng con thấy bình thường rồi, thật đấy. Con xin lỗi đã để bố mẹ lo lắng. Ôi con yêu, liệu cậu ấy có thể có một cuộc sống bình thường sau tất cả chuyện này không? Cậu ấy sẽ phải sống thôi. May là cậu ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù có vẻ cậu ấy biết mình bị Sana điều khiển. Nếu cậu hỏi tớ thì tớ sẽ nhớ bản sao cậu ta lắm. Ít nhất cậu ta cũng hài hước. Đừng nói thế, Oz. Sana đã mất một trong những vũ khí mạnh nhất rồi, là William. Trước mắt thì chúng ta đã mất tàu Skid. Sẽ phải mất vài tháng để làm lại cái mới. Chắc là chúng ta có thể quên việc tiêu diệt bản sao rồi. Thế còn lũ robot ở Siberia, đội quân mà Sana tạo ra để trên thế giới. Vì thế hy vọng duy nhất để chúng ta đánh bại được Sana chính là hệ thống đa tác tử của tớ. Tối nay tớ sẽ quay lại xem nó thế nào.